À, chào các bạn, nay giới thiệu các bạn cách thay pin cho con ME72 các bạn ha, Memopad 7. Bạn cũng thấy đây là bộ chi tiết vỏ máy và bên trong các bạn ha. Thì đây là pin, các bạn thấy nó đơn giản thôi, tháo bạn thấy tháo ra, đây là cách lắp vào, mình chỉ cần ấn đều các khớp thôi, rồi bạn tháo ra thì cũng y hệt. Tháo ra thì cũng y hệt thôi, đâu có gì đâu. Lắp xong tháo, để con tay vào tháo khớp từ khớp ra các bạn ha. Đơn giản thôi. Đây là cục pin bên trong các bạn, đây là cục pin mới. Bạn thấy ME172V. Chi tiết các bạn ha, dung lượng pin 4270. Đó. Bạn chỉ cần tháo chân socket ra, bạn tắt nguồn đi. Đó, sau khi tắt nguồn thì bạn chỉ đơn giản là tháo này ra, xong rồi thay cục pin khác vào. Kỹ thì mình dán nó một đường keo dưới đó các bạn ha, cho nó vững thôi. Đó, rồi bật nguồn lên, sai không có gì khó cả, vì đôi khi mình nhìn thấy mình không thấy cái khớp thôi. Đó, các bạn thấy rất là đơn giản các bạn ha. Giới thiệu lại với các bạn, đây là Acer Memopad 7 ME172 các bạn ha. Cách thay pin dẫn cho các bạn, số lý sau thì mình sẽ có những cách hướng dẫn thay chi tiết vào sâu hơn, chân sạc, màn hình, mọi thứ các bạn ha. Loa ngoài ở shop có làm hết, bạn cứ yên tâm đưa tới cửa hàng mình. Cảm ơn các bạn theo dõi clip nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.